Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 101 Dư dùng giang định xuống xe thì bị nhiếp cửu la kéo lại. Tiếp đó cô lấy trong ba lô ra hai chiếc khẩu trang, tự mình đeo một cái và đưa cho cô ấy một cái. Dư dùng nhận lấy khẩu trang trong sự thắc mắc để làm gì? Nhếp cửu la nói, chúng ta che mặt đi thì tốt hơn chứ. Nhất là cô đấy, có đặc điểm nhận dạng nổi bật thế kia dễ bị nhận ra lắm. Cô đội mũ lên đi. Dư dùng chia cổ áo khoác trống không lên cho cô xem, áo tôi không có mũ. Nhếp cửu la cởi mũ len trên đầu mình xuống, cho cô mượn này. Mũ đỏ á, lại còn có một quả bông ở trên đỉnh nữa. Đùa đấy à? Dư dùng nói, cô nhìn tôi giống người sẽ đội thứ này à? nhiếp cửu la không nhượng bổ hoặc là cô lấy túi bóng chùm lên đầu chứ với con thần làn kia của cô không cần nhìn mặt bọn lâm hỉ nhu cũng biết cô là ai dư dùng liếc cô rồi lại liếc chiếc mũ cuối cùng cô ấy cũng không nhận lấy nó mà mở khe để đồ của ô tô lấy ra một cái túi bóng bị vo viên rồi đội lên đầu buộc hai quay giảng gáy sau khi giữ mạnh vài cái. thế cũng được nhiếp cửu la lại đội mũ lên miễn sao đạt được mục đích còn cách thức thế nào cô không quan tâm. Dù sao người trùng túi bóng có phải cô dâu. Chẳng mấy chốc, nhiếp cửu la đã đứng trước cổng sắt trong tư thế chuẩn bị livestream. Sau khi mở chân gậy selfie và đặt nó đứng trên mặt đất, cô gắn điện thoại vào rồi đứng đối diện với màn hình, tìm kiếm góc độ và phương hướng tốt nhất bằng cách tiến lại gần và lùi ra xa liên tục. Dư dùng đứng bên nheo mắt nhìn cô mà mất hết kiên nhẫn. Gió trên đồi khá lớn làm chiếc túi bóng trùm đầu của cô ấy cứ kêu sột soạt như kéo bế. Nhếp cửu la hắng giọng giới thiệu, hôm nay mình sẽ đưa mọi người tới thăm một mỏ than bỏ hoang, nó ở ngay sau lưng mình đây. Vừa nói, cô vừa nghiêng người. Dư dung thật sự bất lực, không biết phải nói gì, giả vờ thì cô làm phiên phiến thôi. Khi nào có người đến hàng diễn, chưa giờ không có ai cô nói cho tôi xem mà. Nhếp cửu la nhíu mày, tạm dừng công cuộc livestream rồi rào bước về phía Dư Dung. Dư Dung cũng chẳng sợ cô, tôi tới để giúp cho cô đấy, nhanh nhanh lên có được không? Đứng ở đây một lúc rồi, cô có phát hiện là cửa sắt tuy đã dỉ nguyền nhưng khóa lại khá mới không? Chẳng những thế nó còn không dính tí bụi nào nữa. Dư Dung sửng sốt, quay ngoắt về phía ổ khóa. Đúng là vậy thật, cô cũng nghi ngờ trên đây có người đang quan sát chúng ta, thì có phải chúng ta nên diễn luôn từ bây giờ không? Nếu có người canh ở đây thật, kiểu gì trả ra đuổi khi thấy chúng ta livestream? Vậy chẳng phải chúng ta vừa dụ được người ra mà vừa có thể thoát thân chót lọt à? Cứ đợi có người đến mới giả vờ thì ai tin là cô đang livestream thật? Dư dùng không cãi lại được nên đành im lặng rồi ra hiệu cho nhiếp cửu la tiếp tục. Sau khi giới thiệu xong chỗ bên ngoài cổng, quanh đổi vẫn im phăng phắc. Không có ai thật à, do không dám chắc chắn dư dung đề nghị nhiếp cửu la trèo lên cổng một là vì rất nhiều streamer làm như vậy đi khám phá mỏ hoang mà không trèo tường thì chẳng chân thực hai là đứng trên cao sẽ dễ bị trông thấy hơn nếu đến thế mà vẫn không có ai tới đuổi thì có nghĩa là quanh đây không có ai cả nhiếp cửu la không phản đối nhưng vì một tay của cô chưa lành hẳn nên việc này phải nhờ đến dư dung dư dung vừa leo vừa chào hỏi với ống kính theo lời nhiếp cửu la bảo Tóm lại cảnh tượng khi ấy là, dù đối phương có nhìn từ hướng nào thì cũng chỉ thấy hai đứa dần đang livestream. Việc trèo cổng diễn ra rất thuận lợi, Dư Dung bám vào bảng sắt có chữ làm để leo lên cánh cổng. Trông cô ấy cứ như một lá cờ cắm trên cổng sắt, chiếm giữ đỉnh cao nhất của đối đầu châu. Nhìn xung quanh một lượt, Dư Dung cúi đầu bảo nhiếp Cửu La, đã đến nước này rồi, có khi không có ai ở đây thật. Cô mở hóa đi, tôi canh ở trên này cho nhiếp cửu la ném gậy selfie sang bên rồi quay lại xe để lấy ba lô của mình tiếp đó cô lấy ra một khẩu súng mở khóa cầm tay và mở luôn khóa cổng chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút nhảy xuống từ cánh cổng sắt dư dung lái xe vào gần cuối sân trong khi ấy nhiếp cửu la đóng công và móc khóa lên như cũ nếu vậy thì khi nhìn thoáng qua mỏ than này vẫn như bị khóa kín không đến gần sẽ không phát hiện bên trong có người hai người chia làm hai đường tìm hết một lượt từ phòng làm việc ký túc xá bếp đến căng tin thực ra chẳng có gì để tìm cả bởi mọi thứ trong phòng đã bị dọn đi hết rồi chỉ còn sót lại một ít bàn ghế cũ nát và những ô cửa kính chẳng còn mấy cái nguyên vẹn nhấp cửu la thấy được mấy tờ giấy khen có dòng chữ xuất sắc hoặc tiên tiến đã rách nát bạc màu trên bức tường trong phòng làm việc nó là minh chứng mong manh cho việc căn xưởng hoang yên ắng này cũng từng náo nhiệt đầy hơi người. Cuối cùng, hai người chạm trán trong con đường thông xuống hầm mỏ. Phần cuối con đường có một cánh cửa sắt cũng loang lộ vết gì nhưng lại có ổ khóa sạch sẽ như cổng chính bên ngoài. Dư dùng nhấc khóa lên xem, khóa ngoài nghĩa là không thể mở cửa từ bên trong. Kiểu gì trong này cũng nhốt người hoặc giấu thứ gì đó. Nhưng nếu thế thật thì tại sao lại chỉ khóa bằng mỗi chiếc khóa bình thường như này? Tìm nhếp cửu la đập thình thịch, cô liếm môi, cứ mở ra đã rồi tính. Cửa sắt vừa mở ra, một mùi hương quái dị kết hợp từ mùi ẩm mốc với bùn đất ập vào mặt hai người. May mà đeo khẩu trang, dư dùng phải tay chấp mũi rồi nhìn vào trong. Bên trong tối om, nhưng mỏ than nào cũng vậy cả. Dù là ban ngày thì ánh sáng cũng chỉ vào đến vị trí cách miệng mỗ vài chục bước thôi, còn sâu hơn nữa phải soi bằng đèn mò. Nhếp cửu la đưa một chiếc đèn pin lấy từ trong ba lô cho dư dung, rồi cũng tự bật một chiếc và dò dẫm di vào bên trong. Tất cả đều bình thường. Hai người trông thấy vài chiếc ghế dài đổ nghiêng ngả, chắc là ghế để công nhân nghỉ ngơi trước và sau khi đào than cũng thấy cả ấm nước quân dụng cũ kỹ làm bằng nhôm mà các công nhân đào mỏ hay mang theo khi di làm. Thấy cả mũ bảo hộ, sẻng, cuốc, rất bình thường, toàn là những thứ thường xuất hiện trong mỏ than. Hai người đi tiếp thì tới cuối đường. Nhếp cửu la hết sâu. Trước mắt cô là một hang động sâu hun hút với cửa hang lớn chừng nửa sân bóng rổ. Bên miệng hang có mấy cây gậy buộc bao tải trên đầu đứng siêu vẹo chẳng biết để làm gì nhìn từ miệng hang động xuống dưới chỉ thấy một màu tối tăm, chẳng rõ độ sâu. Cô ném thử một hòn đá nhỏ xuống thì phải một lúc mới nghe được tiếng vọng lại. Thế là, hết rồi ư. Nhếp cửu la đứng trên miệng hang mà đầu kêu ong ong. Dư dung lại đi quanh miệng hang một vòng, với kiểu mỏ than như này chắc đường hầm ở bên dưới nhỉ. Tôi xem trong tivi thì hình như phải có thang máy để lên xuống cơ. Nhếp nhỉ, có lẽ chúng ta tìm nhầm chỗ rồi. Chứ theo tôi thấy nếu viêm thác ở đây thật thì chắc đã bị đẩy xuống dưới rồi. Tìm nhếp cửu la quặn lại, cô phản bác ngay, không đâu, Lâm hỉ Nhu còn mang sủi cảo đến đây cơ mà. Dư dùng thoảng ngẫm nghĩ, đêm ba mươi mà, cho anh ta ăn bữa cuối cùng thôi rồi khói thấy ánh mặt trời năm mới nữa. Ăn sủi cảo xong thì đầy bịch xuống dưới. Nhếp cửu la ngước mắt nhìn cô ấy, cô không nói được gì hay ho thì đừng có nói nữa. Dư dùng cười trừ, sau đó giơ tay xoa đầu theo thói quen nhưng lại xoa phải túi bóng. Cô ấy nói tiếp, có thể lời tôi nói không xuôi tai nhưng là lời nói thật. Dù sao cũng hơn cứ lừa mình dối người. Nói rồi dư dung ngồi xuống cửa hang, buông thông chân vào khoảng không rồi lấy một điếu thuốc ra. Xong cô ấy bỗng ngập ngừng và cất đi, đây là mỏ than, dư dung sợ châm lửa sẽ gây ra tai nạn. nhấp cửu la đứng lặng ở đó, Siết chặt chiếc đèn pin làm các đốt món tay trắng bệch Thật là quái lạ Sau khi nghe Dư Dung nói Tự dưng cô lại thấy những lời đó khá logic Hôm ấy Trong chiếc Mercedes Benz chủ trường hỉ Trông thấy có gấu đen là tài xế Lâm hỉ nhu mùi ở hàng ghế sau Và viêm thác bị nhốt trong cốp xe Bọn chúng mua một suất sủi cảo, Đưa viêm thác đến dây Và đẩy anh xuống sau khi anh ăn xong Còn tại sao lại chọn đêm 30 có lẽ để tạo cảm giác nghi lễ như chia tay người cũ chào đón người mới. Mình nghĩ linh tinh gì thế này? Nhếp cửu la lắc đầu lia lịa để gạt phăng những suy nghĩ quái đản đó ra khói đầu. Muốn nghiệm chứng thì cũng dễ thôi. Nhếp cửu la lại nhìn vào hang động, nói như cô thì thi thể viêm thác ở ngay bên dưới nhỉ. Giờ dùng liếc cô, đừng bảo cô định xuống xem nhé. Nhếp cửu la hỏi vặn lại, không xuống xem thì sao xác định được. Dư Dung cúi đầu nhìn hang động tối đen như mực, tôi khuyên cô đừng nên làm thế. Thứ nhất, cô có biết dưới đó có gì không? Đội trùng khăn tốn bao nhiêu năm, đến đất xanh mấy lượt mà cũng chỉ tìm được mỗi châu châu. Trong khi đó Lâm Hỷ Nhu lại có thể dẫn dắt bao nhiêu cú đất biến thành con người. Điều này nói lên rằng phải có một ổ cú đất liên tục cung cấp cú đất cho bà ta. Cô ấy chỉ vào trong hang động, có khi chính là hang động này giấy thế nên bọn họ mới khóa cửa khơi khơi thế vì dâu sợ có người vào thứ hai chúng ta chỉ có hai người và phải có một người trông ở trên vậy tức là chỉ có một người có thể xuống dưới đó tôi chắc chắn sẽ không xuống rồi bởi dù người ở dưới đó có là bố tôi thì chưa chắc tôi đã mạo hiểm huống chi là người xa lạ như viêm thác còn cô muốn xuống thì cũng phải nhìn lại bản thân mình đi với cái tay què quặt không leo nổi cổng này mà cô còn muốn xuống đó à Thứ ba, dù cô đủ hé mạnh để xuống thì cô định xuống kiểu gì? Ở cây nơi chẳng có nổi một chiếc thang dây thế này, cô định bay xuống à? Thế nên nhấp nhị à, chồng cô cũng thông minh sáng giả, cô nên nghe lời khuyên của tôi và suy ngẫm, chứ đừng quyết định vội vàng. Chúng ta cứ về trước đã, khi nào chuẩn bị đủ đồ lại gọi thêm vài người di cùng cũng không muộn. Nhấp cửu la không nói gì. Dư dùng nói rất có lý, nhưng cô không nhấc chân lên nổi. Một lát sau, cô thì thầm, tôi muốn xuống xem thử. Dư Dung nhìn cô, xem cái gì? Xem thi thể của anh ấy có ở dưới đó không? Dư Dung cười bất đắc dĩ. Để làm gì? Để hết hy vọng. Viêm thác mà chết, cô sẽ không phải hy vọng gì nữa, không phải nóng ruột nóng gan, không phải tỉnh dậy lúc nửa đêm, không phải mở cửa trông móng, cũng không cần bỗng nhiên giật mình khi Giang làm việc. Tóm lại là cô phải xuống xem thử. Cô thì thào, đằng nào cũng đã đến rồi, xuống đó một lát cũng chẳng ảnh hưởng. Dư Dung không thể nói gì thêm nữa, vậy cô định xuống đó kiểu gì? nhiếp cửu la im lặng một lát rồi bảo, cô đợi một chút để tôi ra ngoài gọi điện thoại. Mười phút sau, nhiếp cửu la quay lại. Cô mới gọi cho Lưu Trường Hỷ. Lưu Trường Hỷ bảo cô rằng mấy cây gậy dựng ở cửa hang thực chất là dòng dọc, bao tải là đầu dòng dọc, để tiết kiệm chi phí, mỏ than của viêm hoàn sơn không làm bậc thang. Mà công nhân đào mỏ lúc bấy giờ cũng không có khái niệm an toàn lao động, hễ kiếm được tiến là họ có thể buộc dây ngang eo rồi xuống mỏ ngay nên tất cả mọi người xuống bằng túi khí. Nhếp cửu la rạch bao tải giang bọc trên đầu dòng dọc bằng dao nhíp. Loại bao tải làm từ ni lông này không bị mùn nên qua bao năm vẫn cứ dẻo dai như ngày nào. Cô lồng hai chiếc còn khá nguyên vẹn vào nhau để thêm phần chắc chắn, rồi khoét hai lỗ ở dưới đáy theo lời lưu trường nghỉ để tiện môi. dây thừng đã có sẵn trong túi chỉ cần luôn vào dòng dọc là được chuẩn bị xong xuôi nhấp cửu la nói kế hoạch của mình cho dư dung cô ở bên trên trông giúp tôi tôi giật một nhát thì cô dừng hai nhát thì cô thả tiếp và ba nhát cô kéo lên trên tôi chỉ xuống xem thử dưới đó có thi thể của anh ấy không thôi cô yên tâm Tôi không xuống hẳn dưới đáy sâu mà chỉ xuống tới vị trí ánh đèn có thể soi tỏ bao quát là được. Nghe có vẻ khả thi, nghĩ tới cánh tay chưa lành của cô, dư dung suýt đề nghị để mình xuống thay nhưng nhìn bao tải và vóc người mình thì lại thôi. Nên để người nhẹ cân xuống dưới thì hơn. Nhiếp Cửu La đổi giày rồi cởi chiếc áo lông vũ to sụ ra. Hóa ra dưới lớp áo lông vũ, cô mặc trang phục có tính đàn hồi cao nom rất là mạnh mẽ nhưng lại xen lẫn vẻ hoạt bát, đáng yêu vì có chiếc mũ len đỏ trên đầu. Dư Dung giúp cô ngồi vào trong bao tải rồi đưa cô khẩu súng của mình. Nhấp cửu la suy nghĩ một lát rồi từ chối, tôi bắn súng kém hơn dùng dao, có cầm cũng chẳng mấy tác dụng. Và lại cô ở trên cũng cần vì nhỡ có người đến nữa. Thấy có lý, Dư Dung dắt súng vào eo rồi thả dần dây xuống dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời nhiếp cửu la ngồi túi khỉ. Tuy Lưu Trường Hỷ liên tục bảo đảm với cô rằng túi khỉ rất an toàn, nhưng Trung Quy cũng chỉ có hai lớp bao tải thôi, ai ngồi vào sẽ biết. Sau khi chui vào, cô phải cuộn mình lại, không dám nhúc nhích gì. Dòng dọc kêu cọt kẹt, dây thừng hơi lắc lư và khi chiếc mũ đỏ sắp chìm nhìm dưới miệng hang, dư dung chợt dừng tay, hỏi cô, Cô bảo anh ta là người nhà thì tôi xin phép hỏi một câu hơi riêng tư. Anh ta thuộc mức nào của người nhà? Nhấp cửu la nói vọng lên, thật ra là bạn bè. Bạn trai à? Không tới mức đó. Dư dùng thầm nghĩ, thế thì thật thiệt thòi. Chưa được ngủ, chưa được hôn, thậm chí còn chưa được nắm tay, thế mà phải liều đến mức này. Nếu là cô ấy thì còn lâu, có ngủ rồi cũng chẳng nhé vì ngủ rồi thì đổi sang người khác chẳng hay hơn à. Việc gì phải tốn công thế? Dư Dung vẫn luôn thả dây chậm chậm và chú ý tín hiệu từ dây thừng, không thấy vấn đề gì thì lại thả tiếp. Vừa thả cô ấy vừa nghĩ cái ông viêm hoàn sơn này keo kiệt hết mức, hầm mỏ sâu thế này mà không làm cái thang. Đã là thời nào rồi mà còn dùng cách nguyên thủy như vậy? Đang nghĩ ngợi bỗng dây thừng rơi tôm xuống. Đúng thế, tự dưng rơi thẳng xuống như có một vật nặng đột nhiên bám vào dây thừng khiến sợi dây căng ra và dòng dọc cũng bị kéo vẹo xuống. Sao vậy? Dư dung giật mình túm lấy chiếc dòng dọc nhưng sức nặng của sợi dây đã mất hút. Biến mất hoàn toàn, chỉ còn mỗi sợi dây thừng nhẹ bẫng rũ ở đó. Dư dung cúi đầu gọi xuống dưới hang, nhấp nhỉ. Bên dưới không có tiếng trả lời. Cũng chẳng thấy ánh sáng. Nó tĩnh lặng như thể chưa từng có ai đi xuống chỉ còn một đoạn dây thừng trơ trọi treo lơ lửng trong bóng tối. Chương 102. Ngồi trong túi khỉ, nhếp Cửu La cố gắng cuộn tròn người bất động, rồi cẩn thận ngẩng đầu bật đèn pin, khi áng chừng mình đã xuống được khá sâu. Còn chưa tới đáy, ánh đèn chiếu vào vách hang động lồi lõm, rất thích hợp để làm trốn leo núi. Nếu không bị thương, có lẽ cô còn có thể tự leo xuống dưới này sau khi làm đủ biện pháp an toàn. Đang nghĩ ngợi, khóe mắt cô liếc thấy một thứ gì đó hơi cử động. nhiếp cửu la vội vàng soi đèn qua. Đó chỉ là một mỏm đá nhô lên trên vách hang chứ không có gì lạ thường cả. Nhưng điều ấy đã khiến cô cảnh giác hơn và thỉnh thoảng lại soi đèn pin vào vách hang. Cú đất giỏi leo trèo nên dạo trước cô mới dọa viêm thác là có khi bây giờ đang có người bò trên trần nhà anh rồi ý. Mong sao lời suối quẩy của dư dung không thành hiện thực, bên dưới kia không phải là tổ cú xuống thêm chút nữa đáy hang đã lờ mờ hiện ra, nhấp cửu la quét nhanh đèn pin khắp mọi nơi. Không có gì cả, không có thi thể nào luôn, ngoài mấy vật dụng thông dụng cũ của mỏ than ra thì không còn gì nữa. Nhấp cửu la chẳng thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, tìm nhầm chỗ thật à. Lẽ nào đây chỉ là một mỏ than bỏ hoang thôi? Đúng lúc này, trên vách hang động xéo ngay trước mặt cô có một thứ gì đó nhúc nhích nhấp cửu la vội vàng soi đèn pin theo con người sẽ không có trực giác vô cớ đây đã là lần thứ hai cô cảm nhận được vậy rồi thì nghĩa là trên vách hang phải có thứ gì đó lần này cô không soi lung tung nữa mà chỉ quẩn quanh khu vực đáng ngờ ấy sau khi quan sát kỹ càng một cơn rét lạnh lan ra khắp người cô vẫn là một mỏm đá nhô ra trên vách hang màu sắc của nó cũng gần như hòa là một với xung quanh nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy tính chất và đường vân của nó khác biệt khi ánh đèn pin lướt qua, nơi ấy còn hơi lóe sáng tựa như một bờ lưng màu sắt. Có lẽ là phát hiện ánh đèn không còn rời đi nữa, thứ đó vươn mình, duỗi đầu, duỗi tay như con rùa già, chứ chẳng buồn ẩn nấp thêm. Phản ứng đầu tiên của Nhấp Cửu La là định giật dây ba lần để dư dung kéo mình lên. Nhưng rồi cô lại thấy không ổn. Vì tốc độ thả xuống của kiểu dòng dọc cũ hoạt động bằng sức người này còn chậm thì kiểu gì cũng không thể kéo lên nhanh được bằng tốc độ của con quái vật kia. Với cả lúc này cô đã xuống gần đến đáy hang rồi, đứng trên mặt đất cô còn có thể phát huy bản lĩnh của mình chứ để dư dung kéo lên trên, cô sẽ thành một miếng thịt bị treo giữa sợi dây có thể bị vố đi bất cứ lúc nào. Nhấp cửu la nín thở trong nhịp đậm nhanh hơn cả mô tơ. Cô nhẹ nhật chuyển đèn pin sang tay trái để tay phải rút con dao găm. Trong đầu cô quẩn quanh một niềm hy vọng, có lẽ chỉ cần cô không hoảng sợ hết lên nó sẽ không tấn công cô. Nhưng chẳng như mong đợi, đầu của con quái vật đó đã quay về phía cô rồi. Trên cái đầu như hạt ô liu khổng lồ kia là một đôi mắt vừa hiếp vừa dài và ánh mắt xanh lè. Tiếp đó nó bò về phía bên này với cả tứ chi bám chặt vào vách hang như con thần lằn to đùng dây thừng vẫn đang được thả xuống vì theo như những gì đã bàn từ trước cô không giật dây dư dung sẽ không dừng lại nhiếp cửu la cúi đầu nhìn xuống đáy hang trước mắt cô còn cách mặt đất ba bốn mét có thể xuống thêm mét nào hay mét nấy vì khoảng cách bây giờ còn khá lớn nếu cô ngã xuống rất có thể sẽ xong đời con quái vật nọ đã tiến lại gần hơn và bước vào phạm vi đủ để lao tới lúc này chỉ còn cách mặt đất chưa đến ba mét nhấp cửu la nhanh chân quay sang trợn mắt nhe răng và gầm nhẹ trong cổ họng như muốn ăn tươi nuốt sống nó khi thấy nó cong người lên cô gặp nhiều chó mèo hù dọa loài vật khác rồi dù không dọa nổi sói hỗ nhưng ít nhiều cũng khiến đối phương ngơ ngác quả nhiên con quát vật kia bất ngờ trước hành động ấy của cô nên không tấn công ngay mà cứ chơ mắt nhìn nhờ sự ham dọa ấy cô lại rút ngắn được thêm một mét nhưng hành động kia cũng mang ý nghĩa bắt đầu trận chiến nên ngay sau đó, con quái vật nọ đã đạp chân sau vào vách hang để lao thẳng về phía cô. Chẳng chút do dự, nhiếp cửu la giơ ngay dao lên cắt đứt dây thừng cùng khi nó bám vào sợi dây và rơi ngay xuống đất. Sau khi chạm đất, cô co cẳng toan chạy vào trong đường hầm phía trước nhưng mới được vài bước đã nghe những tiếng kêu quỷ quái ở ngay trên đỉnh đầu. Khi cô vội vàng dừng lại, cơ thể nặng nề to lớn của con quái vật kia rơi bộp xuống chỗ cách 2, 3 mét và chặn mất đường của cô. Nắm chặt chuôi dao, nhếp cửu la lùi lại sau mấy bước trong sự căng thẳng và hơi thở dồn rập. Không rõ dưới đây có bao nhiêu con như thế này nên cô chẳng dám làm gì to tiếng để những con khác mò tới thêm. Còn trước mặt có vóc người to ịch, chiều cao phải trên mét 9 và nặng hơn trăm cân nên cô chỉ có thể né tránh chứ không đối kháng nổi còn chưa tỉnh xong sách lược nó đã nhào tới cổ vỗ mạnh mẽ ấy đã tạo nên tiếng gió ở cái nơi dòng khí không lưu thông này nhếp cửu la không dám đón đầu trực diện mà phải bước vội sang bên để né tránh khi hai bên lướt qua nhau cô ngửi được mùi tanh hôi và thấy mặt mình đau đớn cô vừa mới đứng vững lại nó đã vố tiếp lần thứ hai biết mình sẽ tiêu đời nếu bị chộp được nhếp cửu la nghiến răng chạy như điên tới vách hang gần nhất khi sắp đến nơi, cô đạp chân lên vách để mượn sức nhảy lên không trung. Cú nhảy này đã cứu cô một mạng vì ngay lúc đó, móng vuốt của con quái vật đã chạm tới vách hang khiến đất đá rơi là tả chỉ cần chậm một, hai giây thôi là cô đã be bét máu rồi. Vốn dĩ nhấp cửu la giang bay giữa không trung định dâm dao vào gáy con quái vật, nhưng để thực hiện được thì phải có sự may mắn, vì dù sao đối phương cũng là vật sống chứ không phải bia ngắm cố định. Phát hiện mình vô hụt, nó leo luôn lên vách hang khiến nhát dao của nhấp cửu la mất đi độ chính xác và chỉ đâm trúng bả vai nó. Tuy không phải chỗ hiểm nhưng dù sao cũng là dao độc nên nó gầm lên rồi vùng vẫy hất cả nhấp cửu la lẫn con dao ra ngoài. Trong đầu nhấp cửu la lóe lên một suy nghĩ, đừng để tay trái mình chạm đất. Cô thà bị thương thêm tay phải chứ không thể để tay trái thương chồng thương được. Người cô nghiêng sang phải theo suy nghĩ và có lẽ là lời cầu nguyện ấy đã có tác dụng nên khi ngã, chỉ có phần lưng eo và cánh tay phải đau nhức, còn bên trái chẳng hề hấn gì. Nhưng dù vậy cô ngạ ấy cũng khiến mắt cô nổ đom đóm, tim gan phổi cật nháo nhào cả. Mới định đứng dậy, cô đã thấy khoảng không phía trước đen xì bởi con quái vật to như quả núi kia lại lao tới như sét đánh tiếp rồi. Dầu hơi hoài nhưng với bao năm huấn luyện, phản ứng tức thời của cô khá tốt nên khi bị kích thích cô suy nghĩ ra biện pháp nhanh hơn hẳn ngày thường vừa nhìn chằm chằm vệt xanh biếc trên mặt con quái vật nhỏ cô vừa tăng độ sáng của đèn pin lên mức lớn nhất và soi thẳng về phía nó cô dám cả loại sinh vật sống lâu dài trong đêm thế này sẽ chẳng thích ánh sáng nhất là ánh sáng mạnh quả nhiên ánh sáng chói chang ấy dâm thẳng vào mắt khiến nó lùi vội về sau cũng chính vì hành động này nó đã để lộ vị trí của gương mặt Nhếp cửu la ngồi bật dậy vung tay lên đâm xéo từ chỗ mắt phải nó xuống mũi bằng sức mạnh chẳng biết lấy được từ đâu sinh vật sống trong lòng đất kiểu gì cũng đuổi bắt con mồi bằng thị giác khưu giác và thính giác tuy cô chẳng rõ cái nào là chủ yếu nhưng ai thèm quan tâm chứ phá được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhát dao này gần như đã chia mặt con quái vật làm hai phần nên có thể tưởng tượng được độ đau của nó nhân lúc nó ôm đầu kêu rên nhấp cửu la vội vàng đứng dậy chạy vụt vào trong con đường gần đó. Vừa vào nhấp cửu la đã hối hận, nhỡ trong này còn bảy, tám con nữa đang đợi cô thì sao? Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn bởi sau khi điên cuồng vì vết thương, con quái vật kia đã lao theo cô. Đường hầm được đào thủ công không quá cao và rộng nên thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tiếng đá rơi đằng sau lưng đó là thành quả va đập, cảo cấu của con quái vật đang nổi nóng khi đi qua những khe hẹp. Trong lúc vội vã, nhấp cửu la không dành để nghiên cứu đường đi mà cứ gặp lối nào là đi lối đó trái tim cô luôn vọt đến cổ họng bởi nhỡ chạy vào đường cột thì xong đời may sao trong mỏ này rất nhiều lối rẽ chẳng chịt như mạng nhện vì thế sau vài lần quẹo ngoặt tiếng động sau lưng cô đã nhỏ dần đây chính là ưu điểm của ngã rẽ hễ quẹo vào đâu đó là chẳng biết đường nào để lẫn nhưng nguy hiểm vẫn còn nguyên các con đường này đều thông với nhau rất có thể hai bên sẽ đối đầu ở một lối nào đó xung quanh rất yên ẳng nên có thể tạm coi là an toàn nhếp cửu la tắt đèn pin ngồi dựa vào vách tường để hồi sức nếu vào tổ cú thật thì cứ mặc số phận đi đằng nào trả vào rồi nhưng nếu dưới đây chỉ có một con thì tỷ lệ cô thoát được sẽ cao hơn trông thấy cô có thể cẩn thận né tránh nó và quay trở về vị trí ban đầu Chắc Dư Dung đã phát hiện cô gặp nạn rồi nhưng có lẽ sẽ không bỏ đi ngay mà còn ở lại quan sát, hay thậm chí là tìm cách cứu. Chỉ cần mình có thể về lại chỗ cũ, chỉ cần dây thừng vẫn còn thả ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhếp cửu la thở dài rồi bật đèn pin lên, sợ ánh đèn quá sáng sẽ khiến mình gặp thêm rắc rối không cần thiết, cô chỉ bật nấc nhỏ nhất. Có ánh sáng soi đường rồi nhưng cô lại chẳng rõ mình vừa đi những lối nào để đến được đây cô không sao phân biệt được bởi những con đường dưới lòng đất đều na ná nhau dù rất cố gắng nhớ lại nhưng vẫn vô ích nhiếp cửu la sầu não và đành mò mẫm bừa theo độ may mắn cô xếp ba hòn đá dại diện cho các hướng thành hình tam giác rồi vạch số y ở giữa bằng mũi dao và đi về hướng đã chọn khi gặp được ngã rẽ cô lại lấy ba hòn đá và đánh số lần lượt mỏ than tư nhân chứ đâu phải mê cung nên có phức tạp cũng không thể phức tạp quá được Cô bước nhẹ chân với hơi thở nhẹ như không, thỉnh thoảng còn dừng lại nghe ngóng trước sau. Xếp xong hình tam giác thứ năm, nhấp cửu la đứng dậy theo thường lệ thì chợt giật mình khi ánh đèn soi vào phía trước. Sợ mình nhìn nhầm, cô còn bật đèn pin sáng hơn. Nhưng không, đó là một đống xương trắng hiếu tan tác thật. Nhấp cửu la dùng mình, da đầu tê như bị điện giật và cột sáng của đèn pin cũng run nhẹ trong bóng đêm giả thiết của dư dung lại trồi lên lần nữa với sự logic hoàn hảo sở dĩ viêm thác bị dây xuống đây mà chẳng tìm được thi thể là do anh bị kéo vào hầm mỏ để ăn thịt rồi cô bước lại gần đống xương nỏ gây chúng bằng mũi dao không phải có lẽ đây là xương chó vì cô đã thấy xương sọ và chiếc đuôi khô quắt của chó bị ném ở bên nhưng điều này chẳng khiến cô thoải mái hơn vì trên đoạn đường tiếp theo cô đã gặp được thêm nhiều bộ xương nữa càng ngày càng nhiều, từ mấy chiếc loe que cho đến một, hai đống, ba, bốn đống. Đến cuối cùng còn chẳng phải là đống nữa. Cô đi tới một ngõ cụt, một cái hố toàn xương cốt. Mùi hôi thối ở đây thật sự không thể hình dung nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cô còn không mở nổi mắt và phải bám vào vách tường để ra ngoài nôn. Khẩu trang đâu nhỉ, không tìm được, chắc cô đã bỏ vào ba lô lúc cởi áo lông vũ rồi nhiếp cửu la nôn đến lúc không thể nôn nổi nữa mới thở hồn hền, đứng dậy. Cô giơ tay cầm dao lên bịt mũi và bật đèn pin để xem dám xương. Có rất nhiều xương động vật vì xương đầu của chó, dễ hay thậm chí thỏ, mèo đều rất dễ nhận ra. Nhưng cũng có cả xương người với hai hốc mắt đen xì như đang kêu than, lên án diều gì đó. Cô nhìn thấy quần áo bị xé rách dài rác khắp nơi, rồi trượt dẫm vào một chiếc giày da kiểu nam cũ kỹ với vết cắn sâu trên mùi, chắc là đã có tuổi. Lưu Trường Hỷ bảo mỏ than đã biến thành trại chăn nuôi từ lâu rồi. Vào những khoảng thời gian cố định sẽ có người mang thịt xuống cho thứ bên dưới này ăn. Nhưng thịt phải là thịt sống, không giới hạn loại thịt từ dê, lợn, chó, mèo hay thậm chí là cả người. Từ quy mô kho chữ xương này, ta có thể thấy việc này không phải mới diễn ra trong một hai năm mà phải rất lâu, chắc cũng được 10 năm rồi nhỉ. Mà có là 20 năm cũng không hề khoa trương. Viêm thác có ở đây không? Trước đó cô có dặn mình sống phải thấy người, chết phải thấy xác và cũng tự cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với tất cả mọi kết quả. Nhưng khi đứng trước mặt hố xương quy mô lớn này, cô vẫn mất hết tinh thần chiến đấu ngay lập tức. Cô lùi lại phía sau, nếu viêm thác ở trong hố xương này thì cô không thể tìm xương của anh ra được lần đầu tiên trong đời cô bằng lòng tin tưởng lời nói của lâm hỷ nhu viêm thác mất tích rồi đến ả à cũng không tìm được chứ chẳng phải là nằm giữa đám xương chống chất này dù trong lòng nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu tại sao mắt cô cứ nhỏe đi nhiếp cửu la xoay người bỏ hố xương đó lại phía sau và bước từng bước một ra ngoài Cùng với việc đôi chân lúc dẹo dặt lúc cứng đờ gượng gạo là tâm trạng chẳng thèm đoái hoài gì cả của cô. Cô không buồn đi xếp hình tam giác chỉ hướng hay nghe ngóng động tĩnh xung quanh nữa. Chắc chắn anh không ở trong giám xương kia. Lâm hỉ ngu sẽ không ngu như vậy. Viêm thác là người ả có thể mang ra trao đổi lấy châu châu đấy. Châu châu là con ruột của ả cơ mà. Phải căm hận đến nhường nào mới có thể quyết không đổi châu châu về chứ. Không đâu, lâm hỷ nhu sẽ không ngu mốc như vậy tất cả là tại dư dung nói ra giả thiết vô lý kia làm cô bị cuốn theo đúng thế cô phải có suy nghĩ của bản thân mình nhưng suy nghĩ của cô ở đâu nhỉ trong đầu cô lúc này như toàn là cát đang vung vãi khắp nơi và chẳng nghĩ ra được tí ti gì dù sao viêm thác cũng không ở đây anh không nên kết thúc như vậy không nên như vậy cùng với những bước chân lảo đảo một sự chua xót lan từ ngực cô lên đáy mắt làm cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang nứt ra như hòn đá với những khe hở chứa đầy nham thạch nóng bỏng màu đỏ. Mẹ kiếp, suy nghĩ của cô, mẹ kiếp, ánh đèn xéo xuống đất soi tỏ một vết máu dài. Vết máu ở đâu ra dây? Nhớ rồi, con cú đất kia bị cô đâm thì tất nhiên sẽ chảy máu. Chảy máu mới tốt, chảy khô thì càng tốt. Vốn dĩ cô nên né cú đất và mò mẫm ra khói hầm mỏ theo kế hoạch ban đầu. Nhưng nay khi trông thấy vệt máu nỏ, nhấp cửu la lại lần theo như bị ma xuôi quỷ khiến. Trước khi tỉnh dậy, viêm thác nằm mơ. Nội dung giấc mơ là gì thì anh đã không còn nhớ nữa. Tất cả những gì anh nhớ là bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời trói trang và làn gió ấm áp, thơm lừng ập vào mặt. Mùa xuân đến rồi nhỉ? A à không, vào xuân lâu rồi có lẽ ngoài kia đã là trăm hoa đua nở viêm thác mở to mắt một vùng tối om anh nằm im bất động nhấm nháp chút dư vị giác mơ lát sau anh giơ tay sờ soạng xung quanh sơ được rồi trong túi bóng đã hết nước nhưng vẫn còn chiếc bánh bao cuối cùng hôm đó sau khi lâm hỉ nhu đến anh không còn ăn rè nữa mà cứ ăn uống thỏa thích anh có cảm giác anh muốn để mình chết đói trước đợt tiếp tế tiếp theo Vậy thì Lâm Hỷ Nhu sẽ không làm gì được anh nữa. Chết là hết mà, còn làm gì được nữa. Có lẽ anh còn chưa đủ cứng cỏi nên chẳng thể chấp nhận việc mình trở thành con quái vật người không ra người, mà không ra ma như châu châu. Anh ngồi dậy, mò sang bên cạnh rồi móc ngôi sao nhỏ xinh trong túi áo ra sau khi xé bánh bao thành hai nửa. Vì sờ quá nhiều mép môi sao đã sủ lông cả, viêm thác ném môi sao lên cao rồi giơ tay bắt lấy. Một ngày kết thúc rồi. Có lẽ cuộc đời anh cũng sắp kết thúc. Anh nhét ngôi sao vào giữa chiếc bánh bao và ép thật chặt. Bỗng dưng anh thấy rất thỏa mãn. Bữa ăn cuối cùng là một chiếc bánh có nhân. Anh dơ bánh bao lên miệng, cắn một miếng to. Anh ăn trúng nhân bánh rồi, khá dai và cứng nên không thể ăn đứt ngay. Tuy vậy viêm thác không nhả ra mà vẫn cứ nhai. Bỗng dưng hàng rào bị thứ gì đó đâm vào. Viêm thác nhíu mày số 019, Vưu Bắng. Từ sau khi biết anh ở đây, Vưu Bằng luôn tây ngó nghiêng như để đợi một kỳ tích xảy ra, ví dụ như hàng rào chợt biến mất hay anh nằm thẳng ở bên ngoài. Việc thế này gặp nhiều sẽ thành quen, mới đầu anh còn hoảng chứ sau này chỉ thấy mệt. Và lần này đây, viêm thác cảm thấy no ồn ào. Anh lại cúi đầu cắn bánh bao tiếp nhưng chẳng rõ Vưu Bằng bị làm sao mà có vẻ điên cuồng hơn hẳn những lần trước nếu không vì chiếc đèn pin kia có được ủ ấm cũng chẳng sáng nổi thì viêm thác rất muốn bật nó lên để xem hôm nay vưu bằng bị làm sao tiếng đâm hàng rào vẫn còn đó khiến viêm thác đau đầu anh thở dài lau vụn bánh mì trên khóe môi anh bằng anh đừng tốn công nữa anh có ăn được tôi đâu đi chỗ khác chơi đi quả nhiên cũng như mấy lần trước chỉ lát sau phía hàng rào lại yên tĩnh viêm thác nhét mẫu bánh bao cuối cùng vào miệng hết rồi, giờ anh không còn gì nữa cả. Nhếp cửu la cứ lần theo vết máu. Mới đầu vết máu còn nhiều nhưng về sau này chỉ còn dài rác. May sao con cú đất này to cao, nhiều máu nên đến nay vết máu vẫn còn rất rõ ràng. Vết máu còn chỉ về phía trước nhưng nhếp cửu la lại chợt dừng chân. Cô quay lại nhìn góc chéo phía sau. Ở đó có một khe hở rộng khoảng một người và rất khó phát hiện. Cô soi đèn vào trong nhưng chỉ thấy mỗi vết máu ở dưới đất. Gì vậy? Sao đằng trước có vết máu mà trong khe này cũng có? Suy nghĩ một hồi, nhấp cửu la cho rằng con cú đất đi tới đây thì chạy vào khe hở rồi lại ra ngoài di thẳng tiếp. Cô quay người đi tiếp về phía trước nhưng mới vài bước đã quay đầu. Trong khe hở đen kịt và tĩnh lặng. Tại sao nó lại chui vào đấy nhỉ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 103 anh bằng đi rồi viêm thác bỗng thấy cô đơn đáng lẽ anh phải giữ nó lại để làm nhảm chốt việc nhà bên nước ngoài đầy người tâm sự cuộc đời với mục sư trước khi lâm chung anh bằng có đủ năng lực đảm nhiệm nhân vật này dù hơi xấu một tẹo viêm thác nhàm chán giơ chiếc túi ni lông lên bắt đầy không khí mỗi lần tiếp tế lương thực đều dựng trong túi ni lông sau khi uống hết nước thứ còn sót lại cũng chỉ toàn vỏ ni lông Thật ra giám ni lông này có thể làm được rất nhiều việc như giữ ẩm, đựng rác, kéo thành sợi dài và bịt lên mặt để kết thúc tất cả nếu nó không thùng. Chiếc túi cuối cùng này không bị thùng. Viêm thác nắm chặt miệng túi, cảm nhận dám không khí căng phồng bên trong. Khi con người ta muốn chết thì đâu thiếu gì biện pháp. Có lẽ lần sau Lâm Hỷ Nhu đến sẽ gặp được thi thể của anh, vậy anh phải chết kiểu gì cho dáng giá nhỉ? Nằm im một chỗ thì không ổn lắm chắc anh phải kéo túi ni lông thành dây dài rồi treo cổ mình trên hàng rào sắt với gương mặt hướng ra ngoài để tạo thành cơn ác mộng cho lâm hỉ nhu a à, sẽ bị ám ảnh à viêm thác bật cười vì thấy mình quá hoang đường và tức cười cười mãi khóe mắt anh cũng ướt đi thật ra anh vẫn còn lưu luyến thế giới này nhưng thế giới không lưu luyến anh nữa rồi trong con đường hầm đằng trước có tiếng sột soạt mới đầu anh tưởng là vưu bằng quay lại nhưng sau đó lại thấy không phải có ánh sáng lập lòe nơi cửa vào như cuốn quả cà tím. Viêm thác đứng dậy. Sao lần tiếp tế này lại sớm thế? Vì qua Tết nên bọn họ định xử lý anh sớm à? Ánh sáng dần lan rộng và cũng trói mắt hơn. Sau khi quét quanh hang động, cột sáng ấy chiếu thẳng vào người anh qua hàng rào sắt. Viêm thác giơ tay lên chặn ánh sáng và ngó qua kẽ tay vì muốn biết người này là lâm hỉ ngu, phùng mật hay gấu đen nhưng anh chẳng nhìn thấy được bởi ánh sáng đó đâm thẳng vào mắt khiến anh chỉ thấy một mảng trắng xóa. Bồng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Không phải bọn Lâm hỉ nhu vì bọn họ chưa từng soi đèn quan sát anh lâu đến vậy. Ngay khi trái tim đang loạn nhịp, viêm thác nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh nà, ai ấy? Anh là ai vậy? Viêm thác ngỡ mình đang nằm mơ, bên ngoài hàng rào có ánh đèn pin và cô gái nọ thật ư đứng sững tại chỗ anh ngập ngừng hỏi a la cổ họng khô đầu lưỡi cứng cầm cũng gần như chết lặng khiến câu hỏi ấy không thể phát ra ngoài mà nghẹn ứ nơi cổ họng như đang nói với bản thân mình dường như cũng phát hiện ánh đèn chiếu thẳng vào mắt đối phương sẽ khiến người ta không nhìn thấy mình nhấc cửu la hạ đèn pin xuống rồi tiếp tục hỏi với sự nghi hoặc xen lẫn cảnh giác anh là ai đồng bọn của cú đất à không giống lắm vì đang bị nhốt mà đây là một người đàn ông có vóc người cao nhưng mảnh rẻ mái tóc bù xù che mất nửa trên gương mặt bộ râu xồm xoàm che nốt nửa dưới làm cô chẳng thấy rõ mặt mũi quần áo anh ta và chiếc chăn rách cuộn tròn phía sau lưng đã bẩn tới độ không còn màu sắc có lúc nhiếp cửu la từng nghi ngờ đây là viêm thác nhưng ngoài chiều cao ra hai người chẳng còn gì tương tự cô lại hỏi thêm anh là ai viêm thác thấy rõ cô rồi đúng là nhấp cửu la thật anh chưa từng thấy cô ăn mặc như vậy bao giờ lẽ nào ngoài kia đã ấm rồi nên cô mới mặc mỗi một bộ đồ bó sát tay trái cô giờ đã cầm được đèn pin chứ không còn phải treo trước ngực nữa vết thương của cô lành rồi ư mà cô còn đội cả chiếc mũ len màu đỏ nhiều cạnh có quả bông trên đỉnh nữa chứ chắc chắn đây không phải giấc mơ bởi anh chỉ có thể mơ thấy những gì mình từng gặp dù có hảo huyền đến đâu cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh cô đội mũ khóe mắt ướt nhoèn anh lại gọi a la à lần này nhấp cửu la đã nghe thấy hai chân cô mềm nhũn và suýt ngã ngồi xuống nếu đầu gối không cứng đờ cô lùi lại sau mấy bước đây là viêm thác á với cô cái câu đói không còn hình người chỉ là những lời miêu tả trong tiểu thuyết mà thôi chứ chưa từng nghĩ tới việc nó sẽ hiển hiện ngay trước mặt mình trong cuộc sống thực tế trong thời đại hòa bình này. Viêm Thác biến thành cái gì thế này? Mặt anh là một màu trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, chứ chẳng phải trắng bình thường. Người anh gầy như một bộ xương khô được giáp lại, hễ chạm vào là đổ. Nước mắt của Nhấp Cửu La tuôn rơi, cô vội vàng hắng giọng và chớp mắt để ép sự khó chịu đột nhiên xuất hiện ấy xuống, cũng là để giọng mình nghe như bình thường, anh không sao đấy chứ? Anh vẫn luôn ở đây à? sợ viêm thác trông thấy mình khóc. Cô quay ánh đèn pin lên hàng rào rồi tiếp tục hỏi lung tung, bị khóa rồi à? Cái khóa này, tiêu rồi, cô không mang súng mở khóa xuống. Nhếp cửu la bỏ đèn pin xuống đất cho ánh đèn chiếu nghiêng sang bên. Rồi cô vuốt chiếc vòng trên cổ tay trái, tháo viên chân trâu ở đầu mốt ra và đốt đầu nhọn vào trong lỗ khóa. Không được rồi, lỗ khóa này to mà vòng tay của cô thì nhỏ. Ngẫm một lúc, Cô bẻ gập chiếc vòng và xoắn hai thanh vào nhau để tạo thành một thanh to hơn, cũng bẻ đoạn gập thành móc cong cho tiện móc vào lưỡi gà. Thấy cô như vậy, viêm thắt chợt bừng tỉnh giữa cơn hoàng hồn, a la, cô mau trốn đi. Ngoài đó có cu đất đấy. Anh ở trong tù thì an toàn nhưng cô lại khác. Nhức cửu la gật đầu vẫn đang cảm nhận lưỡi gà ở trong lỗ khóa, tôi biết chứ. Chắc nó đi lên đằng trước kia rồi. Viêm thác lo sốt vó, nó có thể quay lại mà. Tay nhấp cửu la trượt đi vì mồ hôi, mà không chỉ tay, cả chán, cả lưng cô cũng toàn mồ hôi. Cô thở dài rồi ngoảnh lại nhìn khe hở nọ, hang động này rất giống quả cà tím, khe hở hẹp và khúc khuỷu kia tựa như cuốn quả cà, còn nơi đây là thân quả với độ rộng lớn dần. Cô tiếp tục loay hoay với ổ khóa, đồng thời nói khẽ, nó đi lên trên kia rồi không quay lại dây ngay được anh đừng làm gì to tiếng dụ nó về là được giờ mắt và mũi nó bị thương chắc chỉ dùng được mỗi tay thôi dưới đây có mấy con Tìm viêm thác đập như trống dồn anh không nhìn cô mà cứ nhìn chằm chằm vào khe hở nọ với sự căng thẳng tột cùng tôi chỉ gặp một con thôi chắc là có mỗi một một con à thế thì tốt dù sao cũng hơn là bảy tám con liền nhiếp cửu la cảm nhận được sức kéo ở tay nghĩa là móc được rồi cô móc tay vào giữa chiếc vòng kéo mạnh ra sau cạch lưỡi khóa đã bật ra khi đã khôi phục hình dạng ban đầu sau chuỗi hành động gấp và xoắn chiếc vòng trông khá méo mó nhưng nhiếp cửu la chỉ lo mừng chứ chẳng đoái hoài tới vì tay trái chưa khóe hẳn cô tháo móc khóa và cởi xích quần trên cửa hơi chậm lạ ghê sao viêm thác không ra giúp mình nhỉ hay anh ấy không vội ra ngoài trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, viêm thác co người lại rồi khẽ lùi về sau. Nhếp cửu la chạy vù vào chỗ anh mà chẳng biết nói gì. So với việc hỏi han nọ kia ở nơi đây, chỉ bằng ra ngoài rồi lại nói. Cô định kéo viêm thác đi, đi mau, đến muộn là phiền lắm đấy. Chắc dư dùng vẫn đang đợi để chi viện cho cô, nhỡ cứ lưỡng thưởng ở dây rồi cô ấy đi mất thì rắc rối to phải hai, ba hôm nữa mới có người đến tiếp viện. Mà chẳng lẽ trong lúc ấy cô phải chơi trốn tìm với con cú đất dưới này trong hoàn cảnh không nơi ăn ngủ à? Nhưng cô chẳng chạm vào dược vì viêm thác đã né sang bên. Nhếp cửu la sừng sốt và có một dự cảm chẳng lành, viêm thác, anh bị cú đất cao à? Có phải anh đã hoặc đang biến hóa nên mới không thích cô đến gần thế không? Viêm thác ậm ừ, không phải. Rồi anh thì thầm, a la, tôi bẩn lắm, trên tay toàn vết lở loét, cô dừng dụng vào kẻo bẩn hốc mắt nhiếp cửu la cay xè chẳng thể nén lệ thật ra cô không thích khóc nhưng không rõ vì sao sau khi vào đây cô lại chẳng kìm nén được tất nhiên cô thích sạch nhưng vào thời khắc này còn để ý những chuyện vặt vãnh đó thì thật chẳng nói nổi Nhếp cửu la háng giọng ra vẻ thoải mái tường gì nói rồi cô lại giơ tay định kéo anh tay viêm thác nắm chặt lại và tiếp tục tránh đi lần này nhấp cửu la cáo rồi, cô đã bảo không để ý mà sao đàn ông đàn an lại dề ra thế. Cô cứ chìa tay ra như vậy, viêm thác, nếu anh không nắm tay tôi thì sau này cũng dừng nắm hay dựa dẫm vào tôi nữa. Anh chê tôi giấy hả? Sao lại thành anh chê cô rồi? Nói vậy chẳng phải cố tình đổi trắng thành đen à? Anh do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay trái của cô. Vốn dĩ nhấp cửu la định kéo anh đi luôn nhưng khi tay anh chạm vào, chân cô như mọc dễ và không sao bước đi nổi. Giờ cô đã biết vì sao viêm thác không muốn cô nắm tay mình rồi. Tay anh thật sự quá thô giáp với những vết lở loét chống lên nhau, chỗ đang mưng ngủ, chỗ đã mọc vảy, chỗ còn nguyên miệng vết thương và chỗ đang mọc da non sẽ rất đau nếu bị chạm vào. Cô chẳng dám động đẩy, cứ mặc bàn tay nhỏ bé run rẩy trong tay anh rồi quay mặt đi giấu hai dòng nước mắt có lẽ viêm thác cũng biết cô không muốn anh thấy mình khóc nên chẳng ngừng đầu mà chỉ nắm chặt tay hơn và cười thật ra cũng không có gì chỉ bị nẻ thôi trước khi cô tới tôi còn mới ăn cơm kìa nếu cô đến sớm hơn tôi còn có thể đãi cô quýt nữa nhiếp cửu la không để ý đến anh ở tại cái nơi tàn tạ này mà còn được ăn quýt á. lại điêu chứ gì sao không bảo vừa ăn món của nhà hàng michelin ba sao gì viêm thác cũng nhận thấy câu nói ấy chẳng thể an ủi cô nên im lặng sau đó anh lại hỏi nhỏ a la tôi thấy cô không còn treo tay nữa vậy là tay cô lành rồi hả nhấp cửu la hết mũi cuối cùng cũng bớt xúc động chưa dâu tay trái của tôi không thể cử động mạnh nên tôi kéo thì anh phải đi chứ đừng có dề già nói rồi cô kéo nhẹ tay anh về phía hàng rào đi thôi hiển nhiên con cú đất kia đến hang động cà tím sau khi bị thương. Vậy thì cứ đi ngược lại vết máu, kiểu gì cũng về được chỗ hang động lớn có túi khí. Nhếp cửu la đưa đèn pin cho viêm thác soi đường, còn mình cầm dao đi đằng sau. Trong hầm mỏ im phăng phắc, hai người đều ăn ý không nói năng gì ngoài câu hỏi, đây là đâu? Của viêm thác, bị nhốt suốt bao lâu mà chẳng biết mình ở đâu, nhếp cửu la hơi đau lòng đáp khẽ, mỏ than của bố anh ở huyện Do Đường. Viêm thác gật đầu, không nói nữa. Sao trong mỏ than của bố anh lại có cú đất nhỉ? Có vẻ sự xuất hiện của Lâm Hỷ Nhu cũng liên quan đến mỏ than này. Lẽ nào khi trước đào than, họ đã đào được Lâm Hỷ Nhu? Lâm Hỷ Nhu di ra từ khe hắc bạch thì trong mỏ than này có con đường bí mật nào đó thông tới khe hắc bạch à? Cả đoạn đường đi, nhiếp cửu la đều căng thẳng, chỉ sợ gặp lại con cú đất. Nhưng thật bất ngờ, hai người đã bình an lẫn về hang động nọ theo vết móng. Lúc xuống bận đánh nhau, cô chưa kịp nhìn kỹ xung quanh nên giờ mới phát hiện dưới đáy hang có đến bốn, năm cửa hầm. Viêm thác cũng nhớ tới những gì Lưu Trường nghỉ từng kể cho mình. Chú Trường nghỉ có bảo mới đầu dưới đây đào than theo kiểu mỗi tổ một hướng, sau này thì các mỏ thông với nhau. Thảo nào hai người không gặp lại con cú đất kia nữa chắc nó đã đi tìm ở lối khác rồi. Nhưng bất cứ khi nào nó cũng có thể xuất hiện từ một cửa hầm ở quanh dây. Tuy vậy đó lại chẳng phải điều tồi tệ nhất, tệ hơn cả là sợi dây thả cô xuống dây đã không còn nữa. Nhếp cửu la cảm thấy khó tin, mẹ kiếp, dư dung. Kém kiên nhẫn thế à? Sao cô không thể đợi thêm một lát, mà có ra sao thì cũng không được kéo dây lên chứ? Cô tức tới nỗi muốn gào thét lên bên trên nhưng lại sợ tiếng không vọng lên được và cú đất mò tới nên đành thôi. Rồi cô bật đèn pin lên nấc sáng nhất rồi cứ bật tắt, bật tắt để tạo tín hiệu. Mong sao dư dung còn chưa đi, còn trông thấy tín hiệu của cô. Cảm thấy cú đất có thể xông ra từ bất cứ nơi đâu, viêm thác vẫn luôn chú ý mấy cửa hầm trong ánh sáng lập lòe ấy bỗng dưng anh chợt phát hiện dường như đống đồ cũ trồng chất sau lưng nhiếp cửu la đang động nhẹ. Nhịp tim tăng vọt, anh vội nói, a la. Nghe vậy, hiếp cửu la giang bận bật đèn quay lại nhìn anh, hả? Bốn, năm cửa hầm, viêm thác cũng nhớ tới những gì Lưu Trường Nghỉ từng kể cho mình. Chú Trường Nghỉ có bảo mới đầu dưới đây đào than theo kiểu mỗi tổ một hướng, sau này thì các mỏ thông với nhau. Thảo nào hai người không gặp lại con cú đất kia nữa chắc nó đã đi tìm ở lối khác rồi nhưng bất cứ khi nào nó cũng có thể xuất hiện từ một cửa hầm ở quanh dây tuy vậy đó lại chẳng phải điều tồi tệ nhất tệ hơn cả là sợi dây thả cô xuống dây đã không còn nữa nhiếp cửu la cảm thấy khó tin mẹ kiếp dư dung kém kiên nhẫn thế à sao cô không thể đợi thêm một lát mà có ra sao thì cũng không được kéo dây lên chứ cô tức tới nỗi muốn gào thét lên bên trên nhưng lại sợ tiếng không vọng lên được và cú đất mò tới nên đành thôi rồi cô bật đèn pin lên nấc sáng nhất rồi cứ bật tắt bật tắt để tạo tín hiệu mong sao dư dung còn chưa đi còn trông thấy tín hiệu của cô cảm thấy cú đất có thể xông ra từ bất cứ nơi đâu viêm thác vẫn luôn chú ý mấy cửa hầm trong ánh sáng lập lòe ấy bỗng dưng anh chợt phát hiện dường như đống đồ cũ trồng chất sau lưng nhiếp cửu la đang động nhẹ. Nhịp tim tăng vọt, anh vội nói, a la. Nghe vậy, hiếp cửu la giang bận bật đèn quay lại nhìn anh, hả? Viêm thác nhìn chằm chằm đống đồ đó. Đúng thế, nó đang động. Cái hang này là nơi nghỉ chân của các thợ mỏ nên cũng thành chỗ vứt đồ cũ không dùng nữa của họ luôn. Lâu ngày đồ cũ chất thành một ụ như mô đất nhỏ hiểu ý viêm thác, sống lưng nhiếp cửu la lạnh căm và khi cô định quay lại nhìn thì đã nghe tiếng rào, một thứ gì đó lao thẳng ra từ dưới đống đồ. Nó đợi cô ở dây này. Đúng thế, cần gì phải chơi trốn tìm trong mỏ với cô. Chỉ cần canh ở chỗ nút giao quan trọng này thì thế nào cũng tóm được cô thôi. Chương 104 Nhếp cửu la co cẳng quẹo ngay sang bên vì tương ứng với việc chạy di chắc lúc bị đuổi bắt, khi đối phương đuổi theo đường thẳng, cô phải đổi hướng để khó bị tóm hơn. Quả nhiên mới chạy được vài bước cô đã nghe tiếng rơi nặng nề ở sau lưng. Nhiếp Cửu La quay đầu lại ném thẳng con dao ra mà chẳng thèm nhìn, có thể ném trúng nó hay không đành nhờ cả vào sự may mắn. Tiếc rằng, có lẽ là do cô chạy quá nhanh hoặc cánh tay không đủ dài nên con dao đã rơi ở vị trí cách nó nửa mét. Đòn tấn công đầu tiên không trúng đích nhấp cửu la lặp lại chiêu cũ sơ ngay tay trái lên để chiếu thẳng đèn pin vào mắt nó nào ngờ nó nhắm luôn mắt lại đồng thời vung mạnh cánh tay cổ vung ấy đã hất văng chiếc đèn pin của cô đi ánh đèn xoay vòng giữa không trung rồi bay ra ngoài không những vậy tay trái còn tê cứng suốt một lúc khiến cô nghi ngờ mấy đầu ngón tay cũng đã bay mất theo rèn pin đầu óc cô lúc này trống rỗng đúng lúc này có thứ gì đó đập vào đầu con cu đất không chỉ một mà hẳn hai là ba thứ nối liền nhau đồng thời cô cũng nghe thấy viêm thác gọi ê ê anh bằng bên này đó là viêm thác đã xông tới bên đống đồ cũ đang nhặt các thứ trong đó ném về bên này anh không quá khóe chẳng nhấp nổi mấy thứ nặng nên chỉ có thể ném mũ bảo hộ giày cao su hay đèn bão hỏng thôi rõ ràng tình hình đang rất nguy hiểm mà nhấp cửu la vẫn thấy buồn cười anh bằng còn kết nghĩa anh em luôn cơ nhưng dẫu có buồn cười cô cũng biết viêm thác đang kéo dài thời gian cho mình nhìn con cú đất ngơ ngác ở đó cô lao ra ngoài nhặt lấy đèn pin trước dưới này qua tối tuy cầm theo đèn pin chẳng khác gì biến mình thành bia ngắm nhưng không có nó cô sẽ thành người mù vừa nhặt đèn pin lên cô đã nghe một chuỗi rào rào phía sau chắc là do bực bội vì bị ném và nhận ra giọng của viêm thác nên anh bằng đã tạm thời bỏ qua cô để nhào về phía viêm thác và đâm chúng đống đồ cũ Mấy món đồ hỏng kia vốn được vứt bừa lên nhau, đâu thể chịu được cú nhào của cú đất nên đã rơi là tả sang hai bên. Nhấp cửu la hét lên, viêm thác, trốn đi, đừng nói gì cả. Vừa la cô vừa chỉnh độ sáng đèn pin lên mức cao nhất và soi thẳng vào nó. Tất nhiên cú đất giỏi nhìn mọi thứ trong bóng đêm nhưng nó vừa bị chọc mù một mắt nên kiểu gì cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Còn về phần khứu giác chắc cũng đã bị suy giảm vì hiện giờ mũi nó toàn là máu thành ra nó chỉ có thể xác định vị trí của đối phương thông qua thính giác và sự nhạy cảm với ánh sáng thôi. Viêm Thác nằm dạp xuống đất mà lòng thầm nghĩ, may ghê, mấy thứ đã hỏng hóc rơi xuống vừa hay che khuất người anh và chỉ còn dư nửa gương mặt để thoáng trông thấy Vưu Bằng đang ngoài người trên đống đồ. Chỉ cần có thêm chút thời gian và sự kiên nhẫn là Vưu Bằng có thể tìm thấy Viêm Thác nhưng vì luống cuống sau cú cu tấn công thất bại và có một tia sáng cứ chiếu thẳng vào người như đuổi bắt, khiến nó bực bội gào lên và chạy vọt về phía nhiếp cửu la. Cô đang đợi thời khắc này. Khi khoảng cách hai bên chỉ tầm 3, 4 mét, nhiếp cửu la bật đèn pin lên nấc cao nhất rồi ném lên không trung sau khi soi thẳng vào mắt vưu bằng. Trong lúc chiến đấu, cô luôn cầm đèn pin trong tay khiến vưu bằng bị kéo vào trong cái suy nghĩ ở đâu có ánh sáng, ở đó có người bên cạnh đó cô còn dám chắc con mắt của vưu bằng đã bị thương không thể nào phân biệt được người và ánh sáng đã tách ra làm đôi và quả nhiên vưu bằng trúng kế nó đạp chân xuống đất để mượn sức vọt lên chỗ ánh sáng trên không trung thời cơ tới nhếp cửu la vẫn cứ luôn chân và lại tiếp tục ném mạnh con dao găm trong tay lên không trung lần này cô không còn thất bại nữa mũi dao xiên chéo từ eo trái của Vưu bắn xuống đến dưới xương sườn bên phải khiến bụng nó bị rạch ra gần nửa giữa không trung. Dù một đòn ăn ngay nhưng cô không đoái hoài tới chiến tích mà tiếp tục chạy về phía trước. Khi đến trước đống đồ cũ, cô cúi người nghiêng mình lăn xuống dưới rồi được viêm thác đứng dậy đỡ lại. Năm sau đống đồ, hai người đều thở hổn hển nhưng lại chẳng nói năng gì. Phía bên kia, sau khi vồ hụt và bị rạch bụng nửa chừng, vưu bằng rơi xuống đất trong tiếng gào thét thảm thương. Nhất cửu la chưa từng nghe tiếng gào khiếp người như vậy bao giờ, nó có độ ghê rợn chẳng khác gì tiếng khóc than của hàng nghìn con quỷ. Đang định giơ tay lên bịt tay, bỗng dưng cô cảm nhận được phía bên kia của đống đồ bị thứ gì đó đâm phải, mà chính người cô cũng bị đâm lăn ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu tình huống, viêm thác đã kéo cánh tay phải của cô, đi mong. Vưu bằng hóa rổ đâm vào đống đồ rồi điên cuồng đào móc như thể muốn rào cho bằng được hai người ra với bàn tay to như cây sành. Khổ người và sức lực của nó không phải để làm cảnh nên chỉ chốc lát những vật dụng to nhỏ như cuốc, sẻng, đèn bão, mũ bảo hộ, vi vi bay toán loạn như mưa. Nhếp cửu la chạy ra ngoài theo viêm thác nhưng vừa mới chạy được một đoạn, cô đã thấy một chiếc đèn bão đập trúng đầu viêm thác, những mảnh thủy tinh mỏng vỡ vụn, văng ra khắp nơi. Cô giật mình, toàn hỏi viêm thác có sao không thì cẳng chân cũng bị cán sẻng đập vào. Trong cơn đau đếm người, nhấp cửu la làm rơi con dao găm, trượt chân ngã quỵ xuống khiến lòng bàn tay dâm phải dám vụn thủy tinh, đến cả viêm thác cũng bị cô kéo ngã cùng. Động tịnh ấy đã khiến vưu bằng phát hiện ra ngay, nó lao vút tới như một loài động vật nhanh nhẹn. Nhếp cửu la muốn đứng dậy nhưng cơn đau chưa dứt, cơ thể không điều khiển được cẳng chân. Khi ngẩng đầu và cảm nhận được một luồng gió tanh ập tới, cô nhắm mắt lại với suy nghĩ, tiêu rồi. Với cái bộ xương mảnh rẻ này của mình, e rằng sẽ bị đè nát mất. Nào ngờ sức nặng trong tưởng tượng không thấy đến, khi Huân mang mở mắt ra xem, nhấp cửu la thấy viêm thác đang cầm cán sẻng đâm vào lồng ngực vưu bằng để cố gắng chặn nó lại. Nương theo ánh đèn pin đã rơi ở phía xa, Nhấp cửu la trông thấy lưỡi sẻng đã đâm vào lồng ngực vưu bằng khiến dòng máu màu nâu đen chảy đầy đất. Nhưng dường như nó không còn thấy đau nữa nên vẫn cứ bước tiếp về phía trước. Sức của viêm thác lúc khóe nhất có khi còn chẳng đối kháng được với vưu bằng, huống chi anh còn giang yếu. Anh cố gắng nắm chặt cán sẻng bằng tất cả sức lực nhưng vẫn bị đẩy cả người cả sẻng vào vách hang. Tuy đầu cán không sắc nhọn nhưng vưu bằng thì thừa sức dâm thủng người anh bằng cái cán gỗ ấy chẳng đoái hoài tới cánh tay còn chưa lành nữa. Cô đi tới giúp viêm thác đẩy vưu bằng về nhưng rồi cô phát hiện ra điều này quá hảo huyền. Trong cuộc chiến sức lực, có thêm cô hay không cũng vậy vì cô chẳng giúp được gì. Trong tình huống cấp bách và không rõ con dao rơi ở dâu, nhấp cửu la nghiến răng giơ tay định móc vào con mắt mù của vưu bằng. Vưu bằng cũng chẳng ngu nên quay ngay sang phía cô khiến cản của chiếc sẻng đã đâm vào ngực nó cũng quay theo và mạnh vào eo nhiếp cửu la. Thế là cả cô lật sẻng đều văng ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, cô chợt thấy giữa không trung có sợi dây được thả xuống. Không chỉ dây mà trên đó còn buộc thêm thứ gì. Nói buộc thì không đúng lắm vì nó giống kiểu có người đang xoắn dây để đi xuống. Nhưng người này không giống dư dung, thậm chí còn không giống con người. Nhếp cửu la còn chưa thấy rõ thứ xuống đây là cái gì thì nó đã vứt dây ra rồi lao xoẹt qua không trung, cưỡi lên cổ, ôm đầu vưu bằng vừa cào vừa cắn như một con trồn nhanh nhẹn, một quả tên lửa tự hành chuẩn xác. Vưu bằng hét lên giận dữ, ra sức lắc mình để lắc thứ kia xuống nhưng không được như mong đời. Tùy khổ người kém xa vưu bằng nhưng động tác của nó lại vô cùng nhanh nhẹn, liên tục leo lên nhảy xuống để cào cắn vào những vết thương của vưu bằng. Vậy là trong một khoảng thời gian ngắn, vưu bằng bị nó quấn lấy không sao dứt ra được. Tình huống này khá giống một anh to cao bị khỉ vờn, tuy thực lực hai bên cách xa nhưng thoáng chốc không ai làm gì được ai cả. Nhếp cửu la ngây ngần trước cảnh tượng bất thình lình này, đây là ai? Châu châu à, nhưng châu châu sợ cú đất cơ mà. Tuy vậy cô chẳng để ý được nhiều bởi dây đã thả xuống, vưu bằng lại đang bận không thể thoát thân nên đây chính là cơ hội tốt nhất để rời khói nhiếp cửu la định đứng dậy nhưng cái chân bị cán sẻng đập vào đau nhói khiến cô không đứng nổi may sao viêm thác đi tới nửa ôm nữa kéo đỡ cô đi còn nhận tiện đưa con dao ban nãy làm rơi cho cô dây thừng đã thả tới mặt đất nhưng đầu dây không buộc bao tải cái bao ban nãy của cô đã bị vứt vào xó nào rồi nhưng giờ đang gấp rút không thể đi tìm được vậy chỉ có thể dựa vào dây thừng thôi nhiếp cửu la giơ tay túm lấy sợi dây đây là dấu hiệu cô và Dư Dung đã bàn nhau từ trước, túng một cái nghĩa là dừng lại. Ngay sau đó dây thừng không còn được thả tiếp nữa. Vậy đúng người bên trên là Dư Dung rồi. nhiếp cửu la quấn dây thừng vào người viêm thác, anh đi lên trước đi. Có lẽ hơi khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Viêm thác kéo dây thừng ra, không được, cô lên trước đi, giờ cô còn đứng nổi nữa sâu. Tay nhếp cửu la khẽ run lên, cô ngoảnh lại nhìn phía vưu bằng, thời gian dành cho hai người rất ít ỏi, kẻ mới xuống đã yếu thế hơn rồi. Cô vội nói, người ở trên đó là Dư Dung, tôi có lên cũng không giúp được gì. Hai người kéo tôi sẽ nhanh hơn là tôi và cô ấy kéo anh, anh hiểu không? Thuyền hỏng vẫn còn ba cân đinh, viêm thác có yếu cũng vẫn còn sức hơn là cô. Viêm thác đã hiểu ý cô, có hai người nghĩa là phải kéo hai lần nếu nhấp cửu la lên trước thì dư dung sẽ phải kéo cả hai nhưng nếu anh lên trước thì có thể kéo cùng dư dung lượt thứ hai và rút ngắn thời gian kéo nhưng dưới này nguy hiểm thế có lẽ anh chưa lên được nửa đường nhấp cửu la đã chết anh quả quyết lắc đầu không được vừa dứt lời phía bên kia đã có tiếng hét thảm thiết kẻ vừa xuống đã bị vưu bằng ném vào vách hang tuy đã quẩn lại ngay nhưng rõ ràng động tác chậm hơn trước nhiều không được cái méo gì Nhếp cửu la suýt tức điên lên, anh đừng làm lãng phí thời gian nữa. Viêm thác cắt lời cô, a à la, cú đất biết trèo tường, nếu giờ không nhân lúc bên mình có ba người để đánh chết nó thì cả ba chúng ta đều không thoát được. Nhếp cửu la giật mình. Anh nói vậy cũng chẳng sai, dư dung thả cô xuống đã rất chậm thì lúc kéo lên sẽ càng chậm hơn. Trong khi đó tốc độ leo trèo của Vưu bằng quả thật rất kinh khủng nên việc chặn đường chẳng hề khó đối với nó. Ở đây không tồn tại vấn đề ai ra trước ai ra sau, chỉ có hoặc là ra tất hoặc chết tất. Lòng bàn tay cô nóng bỏng, đau rát và chảy máu vì lúc ngã xuống đã chạm vào đàm vụn thủy tinh. Giọng nhấp cửu la hơi run, viêm thác, anh dìu tôi qua đó. Khi đến gần, hai người bắt gặp kẻ kia bị vưu bằng hất ra lần thứ hai. Cố hất lần này khá mạnh nên sau khi rơi xuống đất, kẻ kia đã rên rỉ và phải cố mãi mới đứng dậy được. Rốt cuộc đây là thứ gì? Vóc dáng thì giống người nhưng gương mặt, móng chân lại như động vật. Tuy thế cô có thể khẳng định nó đã được dư dung thuần hóa vì lúc xuống dây nó đã tránh cô với viêm thác và nhắm thẳng vào cú đất. Có lẽ đã phát hiện ra hai bên đều có dịch, vưu bằng đang thở hồng hộc điều chỉnh vị trí sẵn sàng một trọi hai. Nhếp cửu la cầm dao bên tay trái. Bấm vào thân dao để mở dao chết rồi chuyển sang tay phải sau khi vuốt lòng bàn tay phải đầy máu lên lưỡi dao. Cuối cùng cô hỏi viêm thác, anh còn sức không? Tôi muốn đâm vào đỉnh đầu nó, nếu anh có thể nhấc tôi lên thì còn có hy vọng. Khổ người vưu bằng quá lớn, cô không với tới, trong khi đó chân bị đau khiến cô khó có thể nhảy lên. Viêm thác còn nhớ hai nhược điểm của cú đất là ở đỉnh đầu và đốt cột sống thứ bảy. Hiển nhiên đỉnh đầu dễ tấn công hơn vì giang lúc cấp bách, xung quanh lại mù mờ thì ai dành để đếm đốt cột sống nhưng với sức anh bây giờ mà muốn nhấp nhấp cửu la lên thì hơi khó đang do dự kẻ mới xuống đã lại nhảy lên rồi lao thẳng vào phần bụng bị rạch nửa của vưu bằng nó nổi điên gào lên rồi giơ tay múa loạn nhưng ai dè kẻ đó lại tránh được nhờ cơ thể nhanh nhẹn và ôm ngược lấy cánh tay vưu bằng ép người nó nghiêng về trước viêm thác chợt nảy ra suy nghĩ nhấp cửu la không nhảy lên được thì bắt vưu bằng cúi xuống anh không kịp nói gì với nhiếp cửu la mà cúi ngay người xuống, vơ lấy cán sẻng trên mặt đất rồi xông ra ngoài. Khi đến gần, anh xiên sẻng vào giữa hai chân vưu bằng, để lưỡi sẻng ở sau đùi phải, cán sẻng dè trước đầu gối trái của nó rồi ấn mạnh cán sẻng về sau. Anh không còn sức để đẩy vưu bằng ngã nhưng có thể dùng đòn bẩy cơ mà. Aximet chẳng bảo dối đó thôi, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bồng quả đất lên. Dầm! vưu bằng ngã xuống đất viêm thác cũng lộn nhào về phía trước trong lúc bộ xương kêu lách cách và con mắt đen thui lát sau anh mới thở hồn hển đứng dậy ánh đèn pin phía xa quá tối anh chỉ có thể trông thấy mỗi mấy bóng dáng mờ mờ vưu bằng ngã sấp xuống đất hình như tay chân đang co giật kẻ lạ mặt kia thì thở dốc nhảy khập khiễng quanh người vưu bằng không có ai đứng cả thế nhiếp cửu la đâu viêm thác ngơ ngác gọi a la Mây giây sau, chỗ vai vưu bằng có một bóng người đứng dậy, tôi dây. Nghe giọng cô có vẻ việc đã thành. Viêm thác thở dài, nằm xuống đất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt, anh nằm ở nơi dây mà thấy lòng bình yên. Lúc nửa đêm, xe của Dư Dung lái vào nhà nghỉ nhỏ trên thị trấn. Cô ấy cũng thấy phục nhếp cửu la, không chỉ huyện do đường mà đến huyện kế bên cũng không chịu ở, cứ dục cô ấy chạy đi, trên đường đi chỉ ghé mấy cửa hàng mua vật dụng cần thiết quần áo thuốc thang đến tận nửa đêm mới chịu đồng ý dừng chân ở nhà nghỉ vô danh này cẩn thận là việc cần thiết nhưng có cần phải cẩn thận quá thế không nghĩ lâm hỉ nhu giỏi vậy cơ à nhếp cửu la ra mặt làm thủ tục thuê phòng sau khi lấy được thẻ phòng dư dung mới lái xe vào sân sau nhà nghỉ này nằm ở gần đường lớn nên bình thường số lượng tài xế vào nghỉ chân khá đông nhưng do giờ còn trong kỳ nghỉ Tết nên cả sân sau to đùng chẳng có lấy một người khách. Nhếp cửu la thuê ba phòng liền nhau ở ngay tầng một. Cô đưa viêm thác vào phòng rồi hỏi sau khi dưa một đống đồ tắm giặt cho anh, lát nữa tắm giặt xong anh muốn ăn gì? Bỗng dưng được quay về thế giới văn minh, sự bồn chồn của viêm thác đã tăng mạnh so với lúc vừa gặp. Anh né tránh ánh mắt của cô, ôm túi đồ và lúng túng đáp, có gì ăn đấy thôi. Hiểu tâm trạng của anh, nhấp cửu la chỉ dặn dò đôi câu rồi ra ngoài giờ này không thể đi mua cơm ở ngoài quán hay đặt người ta giao đến nữa nhưng tết mà kiểu gì chủ nhà nghỉ cũng có dư đồ ăn nên cô định mua một ít xuống trước sảnh cô gặp được dư dung chắc cô ấy cũng xuống để kiếm ăn vì lúc này trong tay cô ấy có một tăng sườn rông lạnh thấy nhấp cửu la dư dung hơi bất ngờ nhấp cửu la nhìn tảng sườn cho kẻ đó ăn à lúc trên xe Cô hỏi Dư Dung kẻ đó là ai nhưng Dư Dung cứ ậm ừ. Giờ cũng vậy, cô ấy đáp qua loa mấy câu rồi đi vòng qua cô. Nhiếp Cửu La tạm gạt bỏ sự nghi hoặc, đi vào chỗ tủ lạnh nhà chủ lấy một phần mì, hai quả trứng gà và một ít rau nấm. Sau khi xếp gọn các thứ vào trong túi, thấy bên trong có nồi canh sườn đã nấu, cô lại mặt dày gắp vài miếng. Cô không giỏi nấu nướng nhưng nấu bát mì cũng vẫn ăn được bữa cơm đầu tiên sau khi thoát khói nhà tù của viêm thắc phải là cơm nóng và có thịt mới được trong sân sau có nhà bếp để các tài xế tự nấu nướng nhiếp cửu la sách túi vào trong bếp thì trông thấy dưa dung giang đổ nước ấm ra chậu để giã đông sườn cô đi tới cạnh ao nhặt rau và làm nấm rửa sạch nhưng không nấu liền mà kéo ghế ra ngồi Dư dung thắc mắc không nấu à nhiếp cửu la chỉ vào căn phòng giang sáng đèn anh ấy đi tắm rồi lát nữa tôi mới nấu, nấu sớm mì dễ đóng tàng. Cảm giác này rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cô ngồi đợi một anh chàng tắm dừa. Trên trời có một vầng trăng khuyết bị khoảng không xanh thẫm ôm lấy tạo cho cô một cảm giác yên ắng, dịu dàng. Thật là mệt mỏi, cái cảm giác mệt ngoài sau trận chiến ác liệt ấy vẫn chưa tan đi dù đã ngồi xe rất lâu. Nhấp cửu la bần thần nhìn ánh trăng, người cô thuần hóa. Vốn là, là người hả? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 105. Dư Dung giật thót người. Vì để kế hoạch được thuận lợi, trước khi tới hình thâm đã bảo cô ấy dẫn Tôn Chu, theo nhưng cũng nhắc rằng không được nói lai lịch của Tôn Chu cho nhiếp nhị, tránh việc cãi nhau. Dư Dung lật miếng sườn ngâm trong chậu, vờ như không có việc gì, giống người chỗ nào. Nhếp Cửu La đáp, tôi vẫn phân biệt được người với cú đất chứ. Tuy người này xấu xí, mặt mọc đầy lông nhưng cơ thể vẫn là vóc dáng con người. Và lại, trước giờ tôi chưa từng nghe bên chú tưởng còn có loại này, chắc là mới thuần hóa gần đây thôi nhỉ. Kẻ mới được thuần hóa gần đây lại không phải cú đất thì tôi chợt nhớ ra một người. Cô nhìn về phía dư dung, lúc trước có một người bị răng chó cào, tên là Tôn Chu. Sau này khi chạy heo bị đốt, Tôn Chu cũng mất răng. Tôi hỏi viêm thác, anh ấy bảo không có ở chỗ Lâm Hy Nhu, hỏi chú tưởng thì chú ấy bảo có khi tôn khi đã thừa dịp ấy mà chạy mất sau đó lại xảy ra nhiều việc khác nên tôi cũng quên mất vụ này dư dung người ở trong cốp xe cô không phải là tôn chu đấy chứ dư dung không hé răng chỉ thay nước mới khi nước trong chậu đã nguội để ngâm thêm lần nữa cô ấy càng im lặng nhấp cửu la càng sốt ruột cô nói đi chứ dư dung hết cách nếu cô muốn biết thì đi mà hỏi hình thâm tôi không quan tâm nó là thú vật hay đã từng là con người tôi chỉ biết nếu không thuần hóa nó sẽ là một con chó điên gặp ai cũng cắn thuần hóa rồi nó biết mình không được tấn công con người biết kẻ thù của mình là cú đất còn có thể giúp ích trong những thời khắc quan trọng nữa thế không tốt hơn à hôm nay cô cũng được nó giúp con gì tay chân nhấp cửu la lạnh lẽo bởi nghi ngờ dẫu sao cũng chỉ là nghi ngờ nếu lòng nghi ngờ bị bác bỏ Cô cũng có thể yên lòng nhưng hiển nhiên những câu nói này của Dư Dung đã chứng thực nỗi nghi ngờ của cô. Tìm cô thắt lại, giọng nói run rẫy, anh ta vốn là người đấy. Tôn Chu người từng làm tài xế cho cô. Tuy rằng không có nhiều ấn tượng nhưng cô vẫn nhớ thấp thoáng rằng anh ta có một cô bạn gái. Còn từng than vãn với cô là kiếm tiền khó, mua nhà khó, kết hôn khó. Đó là Tôn Chu ư. Dư Dung thoáng ngừng lại hành động đang làm, ồ. Tôi không quen biết gì tôn chu. Như tôi nói đó, lúc tôi đến nó đã vậy rồi. Nếu tôi không thuần hóa nó, để nó ra ngoài tấn công người ta thì có khi còn bị bắn chết hoặc là mang về nghiên cứu ấy. Nhấp cửu la tức cười, thế cô thuần hóa anh ta, coi anh ta như xúc vật thì nhân đạo quá nhỉ. Dư dùng chửi thầm một câu rồi gãi đầu theo thói quen nhưng lại gãi toàn túi bóng. Mình quên bỏ cái thứ này ra à? Cô nàng bực bội giật chiếc túi xuống dối thầm giật mình, không ngờ nó lại giữ ấm được thật. Vừa bỏ xuống đã lạnh hết cả đầu. Dư dung bảo, thứ nhất, không phải tôi coi nó như xúc vật mà lúc gặp thì nó đã là một con thú rồi. Thứ hai, theo lập trường của một người thuần thú, tôi có thể thuần hóa một con thú điên không tấn công người nữa, có thể hiểu được lời con người nói thì tôi chẳng thấy có gì xấu cả. Nếu một ngày nào đó cũng bị cú đất cào và biến thành điên dại Tôi tình nguyện trở thành một con sói như tôn chu lúc này, ít ra còn xé xác được vài con cù. Thứ ba, cô đừng đôi co với tôi. Tôi biến nó thành thế này à? Ai cào nó, ai cắn nó, nếu cô muốn tranh cãi thì tìm đúng dầu sỏ ấy. Vậy thôi, nói nhiều nhức đầu. Nói rồi có lẽ sợ nhấp cửu la lại lằng nhằng nữa. Dư dùng sách luôn miếng sườn lên và bỏ ra ngoài mặc cho nó chưa dã đông xong. Nhếp cửu la định nói thêm nhưng lại thôi cô cũng hiểu cãi cọ với dư dung chẳng có ích gì rõ ràng tôn chu ở trong tay răng cửa mà tường bách xuyên lại bảo cô là không có xem ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ tường bách xuyên và là chuyện đã rồi cô có phản đối thì cũng có làm được gì đâu cho tôn chu một kết an lành ư lát sau cô ra tìm dư dung ngoài sân rất yên tĩnh dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng cũ để mừng năm mới dư dung giang ngồi trên thềm cửa trước sành cả người được bao phủ bởi ánh sáng đỏ của đèn lồng. Xe đầu ở ngay bên cạnh, trong cốp xe mở hé có nghe những tiếng gặm rộp rộp vọng ra khi đến gần, nhưng rồi lại tắt lịm khi cô bước tới gần hơn. Nhếp cửu la vòng ra chỗ cốp xe, thấy tôn chu giang gặm miếng sườn ướt nhẹp và nhìn mình với ánh mắt cảnh giác. Nhìn một lúc, có lẽ là phát hiện cô không có ác ý nên anh ta lại vùi đầu gặm tiếp. Hàm răng của anh ta rất sắc nhọn, phập một cái xương đã bị cắn đứt, Nhấp cửu la nghe mà phát sợ. Dư dung thở dài, biết mình sẽ khó chịu mà còn cố nhìn. Ánh mắt nhấp cửu la như dính chặt trên người tôn chu. Nếu tôi bị cào và thành người điên dại, phiến cô dừng thuần hóa tôi, cứ để tôi chết phát đi. Dư dung nói, tại cô cứ nghĩ vẩn vơ đấy, bị cú đất cào thì không còn là người nữa. Cô cứ coi như là đầu thai sang kiếp sau dối đi. Kiếp nào có cách sống của kiếp ấy? có ai quan tâm kiếp trước thế nào đâu. Nhếp cửu la đáp, kiếp nào có cách sống của kiếp ấy. Nhưng dù tôi phải đầu thai thành giá thú cũng không thích bị thuần hóa thì sao? Dư dùng thấy buồn cười, ý cô là gì? Thích được tự do à? Tôn trọng bản tính của nó, thả nó về rừng ấy hả? À? Nhếp nhỉ, cô nhìn thế giới này đi, cô có thể thả nó ở đâu đây? Nhếp cửu la không đáp. Lẽ nào sau này Tôn Chu cứ bị nuôi nhốt như thế cho đến già, đến chết ư. Bên tai cô vang lên giọng nói của Dư Dung, cô ấy, nếu rảnh thế thì nên lo cho mình đi. Nghe viêm thác kể thì cùng lắm là ba năm ngày nữa sẽ có người tới đưa đồ ăn thôi. Đến lúc đó việc này không giấu được nữa đâu. Nhếp cửu la cảm thấy buồn cười, không giấu được thì thôi. Lâm hỉ Nhu cũng đâu có ngu, kiểu gì chả đoán được là do đội trùm khăn làm thông qua việc viêm thác trốn thoát và con củ đất trong ấy đã chết. Nói không chừng đây còn là chuyện tốt đấy. Có khi sau vụ việc xào huyệt bí mật bị đánh phá này, Lâm Hy Nhu vẫn luôn giữ thái độ lấp lửng trong việc đổi người biết mình giấu người không kỳ như vẫn tưởng, thêm đôi phần lo lắng thì sẽ làm việc gọn lẹ hơn. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra một việc, cô đã châu châu chưa? Dư Dung gật đầu, gặp rồi. Lớn chừng con khỉ thôi. Nhếp cửu la nói, nếu con trai tôi bị bắt cóc hơn 20 năm, phàm là có chút tin tức thì dù táng ra bại sản tôi cũng phải đổi về. Sao ả à, ta vẫn bình tĩnh thế nhỉ? Dư dùng không nghĩ vậy, có lẽ không phải người phụ nữ nào cũng coi con mình là nhất. Lần tắm rửa này của viêm thác phải dài đến nửa tiếng. Sau khi anh tắm xong, Nhiếp cửu la mới đi nấu mì. Sương sườn vốn được nhà chủ ninh sẵn giờ chỉ cần bỏ nổi cho nóng là được. Còn nấm và rau thì đều là những thứ nhanh chín. Không tìm được bát thích hợp để múc ra, cô bưng cả chiếc nồi nhỏ có chui lên cho anh. Vừa vào nhà, Nhấp Cửu La đã thấy tối. Trong phòng bao nhiêu đèn mà Viêm Thác chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ đầu giường. Nhếp Cửu La sờ soạng tìm công tắc đèn, sao tối thế? Viêm Thác đáp: cứ để vậy đi, sáng quá tôi không quen. Nhếp cửu la sừng sốt, rụt bàn tay đã sờ đến công tắc về. Trong phòng không có bàn, nhếp cửu la đặt nổi canh lên miếng lót cốc trên bàn trà. Viêm thác đi tới trong chiếc áo ngủ vốn nên vừa người nhưng giờ mặc lại thấy thùng thình. Ngồi xuống chiếc ghế sofa có bóng tối hát vào, anh cúi đầu ghé sát vào nổi mì, hít hà rồi nói, thơm quá. Sau đó anh cầm đũa lên. Nhếp cửu la trông thấy bàn tay cầm đũa của anh có lẽ là ngâm nước nóng lâu nên da tay anh trắng bệch, có mấy vết thương đã lỡ loét dỉ móng. Cô bật thốt lên, tôi mua kem nè để ở trong túi ấy, lát anh nhớ bôi nhé. Viêm thác gật đầu, khi nào đi ngủ tôi sẽ bôi, vậy thì ngủ dậy tay đã lành hơn rồi. Lúc nói câu này anh vẫn luôn cúi đầu. Tại sao lại vậy chứ? Nhếp cửu la bỗng nhận ra, trước đây cô có thể trò chuyện với viêm thác mãi mà không chán, nhưng bây giờ lại phải vắt óc tìm chuyện để nói với anh, mà dù tìm được thì đối đáp cũng hượng gạo, còn hay tẻ ngắt. Vấn đề ở đâu nhỉ? Nghĩ mãi không ra, cô nói tiếp, "Anh có muốn cắt bớt tóc không?" Viêm thắc lắc đầu, "Không cần, đợi một thời gian nữa." Lại tỉnh, do dự chốc lát, anh mới bảo, "A la, hôm nay cô cũng mệt mỏi, hay là cô về nghỉ trước đi." kiểu nói chuyện không nhìn nhau này quá ư là lúng túng, nó khiến Nhiếp Cửu La thấy mình không được chào đón, ừm, vậy anh ăn đi nhé. Cô đứng dậy ra ngoài, Viêm Thác cũng đứng lên tiễn. Khi ra đến gần cửa, anh chợt hỏi, cô có mang giấy gấp sao không? Nhiếp Cửu La đáp, có chứ. Vậy cho tôi mượn một tờ đi. Nhiếp Cửu La cười, một tờ mà còn phải mượn, anh định hôm nào trả lại tôi à? Lát tôi đưa cho. Viêm Thác cũng cười nơi đây khá tối nên cô không thể thấy rõ mặt anh song vẫn có thể thấy được nét cười trong ánh mắt anh còn hỏi tôi có thể nhổ lông của quả bông trên mũ cô không nhếp cửu la giờ khóc giờ cười anh là trẻ con ba tuổi à anh nhổ nó làm gì viêm thác đáp tôi nhớ hồi bé cũng có quả bông như này tôi hay nhổ từng sợi một khiến quả bông xù đầy lông bị nhổ chọc nói rồi anh nhón một sợi trên quả bông và túm mạnh ra nhưng mũ này người ta mới mua quả bông còn chặt nên dù chỉ nhón một sợi thôi nhưng anh đã túm cả chiếc mũ lên giờ đang là mùa đông lại còn đội mũ len có độ tích điện lớn nên mũ vừa tuột khói đầu không biết bao nhiêu sợi tóc đã dựng đứng lên ngược với lực hút của trái đất nhấp cửu la chưa kịp nói gì thì viêm thác đã vội vàng trùm mũ lại cho cô xin lỗi nhé tôi không cố ý đâu tôi không ngờ lại kéo cả mũ lên nói xong chính anh cũng phải phì cười khóe mắt anh cong cong, con người sáng lấp lánh khiến nhếp cửu la cảm thấy sự thoải mái, nhẹ nhàng khi nói chuyện với viêm thác hồi trước đã quay trở lại. Tại sao lại thế nhỉ? Cô bỗng hiểu ra. Lúc ở trong phòng, viêm thác luôn lảng tránh ánh mắt cô, cúi đầu, ngồi ở trong chiếc ghế tối và không chịu cắt tóc. Anh không muốn cô nhìn rõ mình. Tựa như việc cảm thấy mình rất bẩn lúc còn ở trong hầm mò. Giờ đây anh nghĩ mặt mũi mình xấu xí, khó ưa nên mặc cảm, không muốn đối mặt với cô. Và nơi cửa này tối tăm, không có ánh sáng làm anh cảm thấy an toàn. Đúng là mốc hết chỗ nói, cô dâu có quan tâm. nhiếp cửu la ngừng đầu nhìn viêm thác, khẽ bảo, anh mau đi ăn đi, chốc nữa mì vữa ra bây giờ. Mà phải uống hết canh đấy, đừng để lãng phí. Viêm thác cảm thấy đây là bát mì ngon nhất đời mình sao trước đây anh không biết nấm mềm trơn rau giòn dai đến vậy nhỉ còn cả sườn cũng được ninh nhừ đến mức có thể cắn vỡ cả xương nữa nước canh cũng thơm thơm mặn mặn ngon muốn chết chính vì thế anh đã uống sạch đến tận giọt cuối cùng thật sung sướng có lẽ ưu điểm duy nhất của những tháng ngày bị nhốt là để anh nhận ra mọi món ăn mọi mùi vị trên đời đều ấm áp dễ thương nghe tiếng gõ cửa vọng vào Viêm thác đáp lại rồi định đi mở cửa nhưng vừa mới đứng dậy, tiếng gỗ đã im bặt. Anh cảm thấy kỳ lạ và cả lo lắng nữa. Mới vừa trốn thoát không lâu, anh vẫn còn hơi thần hồn nát, thần tính. Khi đến gần cửa anh chợt thấy có thứ gì chui vào qua khe cửa. Là giấy gấp sao, lần này không phải màu vàng kim nhạt nữa mà là màu bạc điểm những vệt lấp lánh. Nếu gấp thành sao thì anh sẽ có được một môi sao rực rỡ. Viêm thác nhặt tờ giấy lên, lại mở cửa ra nhìn. Không có ai cả, cô chạy nhanh thật đấy. Anh quay lại bàn trà, cầm bút trên tay. Viết gì nhỉ, những điều đảng viết trong hôm nay quá nhiều. Một tờ giấy nho sinh thì không thể nào chứa đựng được hết những cảm xúc trong anh. Suy nghĩ một lúc lâu, viêm thác mới viết câu đầu tiên, mì rất ngon. Viết xong anh cẩn thận thắt tờ giấy lại, rồi nhặt một sợi len ngắn màu đỏ mới đặt trên bàn trà ban nãy lên lúc xách chiếc mũ lên anh vẫn thành công bớt được một sợi anh nhét sợi len ấy vào bên trong nút thắt rồi gấp giấy lại thành ngôi sao theo thói quen cuối cùng là tung lên trời ngày hôm nay đã trôi qua một ngày dài rằng dặc giây phút trong con mắt chỉ toàn là tuyệt vọng anh đâu ngờ mình còn có thể gối đầu ngủ yên giấc khoảnh khắc nuốt ngôi sao mà anh cứ ngỡ là ngôi sao cuối cùng trong đời anh chẳng dám hy vọng còn có được một ngôi sao mới Đêm đã khuya, Lâm Hỷ Nhu đứng trên ban công trông về khoảng tối xa xa. Đây là một khu nghỉ dưỡng đã xây xong nhưng vẫn chưa được cấp phép kinh doanh nên chưa mở cửa đón khách à chọn mấy căn ở trung tâm vì nó mang lại cho à cái cảm giác được bao bọc, cảm giác được an toàn. Nhất là khi tối trời, đứng trên ban công nhìn về nơi xa với bốn bể đen kịt rất ư dễ chịu. Có tiếng gõ cửa vọng tới, Lâm Hỷ Nhu nói, vào gì? Người đi vào là gấu đen, Gã đi thẳng ra ban công với một sấp giấy A4 trong tay. Người đi vào là gấu đen. Gã đi thẳng ra ban công với một sấp giấy A4 trong tay. Lâm hỉ nhu liếc sấp giấy kia, chọn xong rồi à? Gấu đen đáp: Em chọn tạm ra mấy người này, còn cuối cùng chọn ai thì chị quyết định đi. Đám tay chân của gã, bất kể là đã theo gã nhiều năm hay mới gia nhập, hoặc được ai đó để cử đến kiếm miếng ăn cùng anh gấu. Đều bị yêu cầu diễn thông tin cá nhân tương tận và giấy kiểm tra sức khỏe Lâm Hỷ Nhu không nhận, không có rắc rối chứ Không à, bọn họ đều là người không gần gũi gia đình Em đã ưu tiên những người có anh chị em và con cái Với cả vóc người vưu bằng to cao nên em cũng loại hết những tên thấp bé gầy gò Kẻ to con thì phải bồi bổ bằng một tên to con khác chứ Lâm Hỷ Nhu gật đầu, rút bừa một tờ trong sắp giấy sau khi lật sơ qua tên này đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.